mình năm xa rồi. Con tưởng chú đang quay. Chưa, đang con cầm máy con quay sếp rồi mày. Sao cho con cầm máy rồi mãi con kiếm chú mà không thấy, con vô đây thấy chú đang mày dậy. Hay quá cưng. Người ta đang thay đồ chuẩn bị lên phim tiếp. Đây là một cái vai diễn mà phải nói là để đời của Coleman trên màn ảnh rộng. Nghệ thuật thứ bảy. Bởi vì sẽ khó nếu mà có một cái vai diễn nào mà một cái diễn viên mà đang được đang lên mà tìm được một cái vai diễn ngay lập tức. Chỗ chưa có diễn viên nào mà vậy bị vậy đổi chỗ ngồi gì? Nó đổ bóng trên đầu thì tối mặt hả? Dạ ngồi dựa vô chút đấy. Đó. Dạ ok. Trời, quá đơn giản, khóc buồn lại nào. Quý vị các bạn thân mến, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa thôi là vừa tròn 24 giờ kể từ khi Bố Già Bolero lên sóng tập 1 trên kênh YouTube của Color Man. Cũng đang còn ngất ngây con gà Tây lắm nha. Coi view được nhiều rồi. Hôm qua giờ là muốn được đếm view á bà con. Bà con có tin tôi không? Mà thương nhất không phải là mình mà thương là đạo diễn nữa. Đạo diễn cũng ngồi đếm view luôn. Đây. Bây giờ là 19 giờ. Đấy. Được 212.000 lượt xem. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà real time tức là thời gian thật là còn cao hơn nữa. Thôi vậy là hạnh phúc rồi. Quý vị các bạn thân mến, mà vui nhất là khán giả cũng nương tay với mình ha, các quý khán giả đều nương tay với mình, hầu như không ai thật sự luôn không thấy ai chê mình luôn á, hay là có ai đó đã xóa đi những comment chê mình, hay là các bạn team của Coleman sợ mình quê nên là xóa đi cũng biết. Ủa chưa coi hả? Chưa coi thì nên chưa nên thì đừng nên coi. Ok mở lên. Có thấy là nhưng mà chưa bấm vô được. Đây để coi được bao nhiêu comment nha, vui nhất. Thật sự là thì view cũng không quan trọng bằng là cái lượng cái số người xem mà họ bỏ để lại ý kiến trên đó, comment. Đây 817 comment đàng hoàng tử tế nha. Khe đã chưa? Đã chưa. Nhưng mà không biết sao mỗi lần mở lên phim này lên coi là mình mắc cười. Gì là phim mà bố già, phim giang hồ bị đánh gì mà mình mở lên là mình nhìn cái mặt mình thấy mình mắc cười, không hiểu sao luôn. Hình như là lộn dai, chọn dai sai thì sao. À, nói đùa thôi quý vị các bạn thân mến, đây là mình đang có mặt tại bối cảnh ở bên Bình Dương, bên Thủ Đức. À Bình, ở bên Bình Dương, Thái Thiên Bình Dương chứ. Và cũng chia sẻ thật với quý vị các bạn luôn là sau vừa đóng Bố Già Bolero lập tức được đạo diễn của một cái phim điện ảnh Vô Diện Sát Nhân mời mình vào một vai. Vai rất sang chảnh. Rồi vai rất là, phải nói là một vai rất là áp lực. Vai đó là vai gì? Vai bảo vệ. Vai bảo vệ khu phố. Và cái vai này đặc biệt là chỉ được nói 4 câu nhưng mà phải đóng phải 4 đêm. Mọi người thấy chứ có một vai diễn là áp lực như vậy luôn, tâm lý nặng, đây này tâm lý lắm luôn, khó vô cùng, chuyển biến tâm lý rồi về người mình với lại bảo vệ một nữa, hai anh em là phải khó lắm, mặc dù mỗi anh em nói có một câu à, bảo vệ một anh bạn kia còn nói được hai câu, mình nói được có một câu một à, Jay đúng không Jay? Dạ, bạn Jay đẹp trai, là em cỡ quá. Đồ quỷ cỡ sợ. Và mình tự nhiên không biết sao từ ngày hôm qua giờ mình hôm nay qua hôm nay mặc lần ngày thứ hai mặc cái bộ đồ này mình cảm thấy nó hợp với mình vô cùng luôn, thật sự năm mươi ba b đã gì đó. Đó chưa thấy mình đâu nên mình vẫn có bị cứ yên tâm. Copy. Okay.
Thôi thì cũng biết nói gì thì xúc động quá. Bây giờ nói chung là gần 23 tiếng đồng hồ sau khi Búa Già Bolero lên sóng tập 1, nhận được rất nhiều ý kiến của khán giả, nhận được rất khá view. Thực tế mình cũng không nghĩ gì luôn á, mình cũng nghĩ chắc cao lắm là qua 24 tiếng đồng hồ được 100.000 view là đã giỏi lắm rồi. Đó thì thật sự là ngoài sức tưởng tượng của mình. Đó là cái niềm vui thứ nhất. Cái niềm vui thứ hai nữa là nhận được rất nhiều góp ý của quý vị khán giả, nhưng mà hầu như mọi người thương mình quá làm sao, không ai chê, mọi người chỉ khen thôi à. Cái điều đó là niềm vui thứ hai, nhưng mà cái niềm vui này nó dẫn theo một cái mối lo là khán giả không có nói thiệt với mình. Mà không nói thiệt thì thực sự mình cũng biết mình sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới, và chỉ biết rằng là bây giờ mình bước vô trong cái một cái vai diễn rất là nhỏ, rất là áp lực chứ, vai diễn rất là áp lực. Bên trong vai diễn sát nhân thì thật sự cũng rất là vui. Bắt đầu chắc mình nghĩ bắt đầu bén duyên điện ảnh chắc. Trong khi chờ đợi, nói chung đang hứng phấn khích quá, điều bạn thông cảm nha. Thôi thông qua video này thì Coleman cũng muốn một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả, tất cả quý vị khán giả trên kênh của Coleman và trên cả những kênh khác luôn, kênh của những bạn khác. Nếu có lỡ trôi qua, có lỡ vô tình ta va vào kênh Coleman và lỡ xem cái này thì mọi người mình cũng gửi lời cảm ơn các bạn luôn. Đó. Và thật sự thì cái tín hiệu rất là khả quan khiến cho Coleman cảm thấy rất là vui ha. Và mình hy vọng rằng là nếu sau 5 tập của Búa Già Bolero mà nếu như là cái phản hồi của khán giả mà tốt thì mình sẽ cố gắng mình chuẩn bị ra tiếp phần 2, hoặc là mình sẽ chuẩn bị tiếp một cái bộ nữa. Thực ra mình đang có rất nhiều bộ mà mình nghĩ rất là hợp với mình, ví dụ như là Thần Chảo Đại Hiệp. Chúng ta thường nghe cái bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, nhưng bây giờ là Thần Chảo Đại Hiệp. Và cái khó nhất của cái bộ phim này là diễn viên chính. Ví dụ mình đóng diễn đóng chính thì mình phải làm sao múa chảo được. Mà múa chảo mà các bạn biết rồi, cái kỹ thuật đó không đơn giản chút xíu nào. Cho nên mình cũng muốn thử thách bản thân. Nhưng mà chia sẻ thật sự với quý vị và các bạn, rất nhiều ý kiến hỏi mình. Đầu tiên có mấy câu hỏi hôm nay thì Coleman trả lời luôn, vui quá trả lời. Chứ thật ra là lẽ ra không nên nói. Thứ nhất là cái cảnh mà ông Bảy làm mì là có thiệt hay không. Con gái của mình, ông bé Văn Anh, nó cũng không tin là có thiệt luôn. Nó thôi ba kêu ai nhạo bìa bột mì chứ ba làm, ba biết ba làm bột mì nữa. Trời đất ơi, nó coi thường mình dễ sợ luôn. Rồi nó ba chỉ cầm được cái cảnh mà quay cái mì nó xoắn lại thôi, chứ thiệt ra ba có làm ra sợi mì đâu. Đó, ngay chắc ngay. Thì mình khẳng định luôn là mình mọi người đã từng xem những cái video của mình đi ở các mì cung phu kéo sợi nào này kia, mình đã từng làm rồi. Nhưng mà đương nhiên cái sợi mì mình là sợi mì mình nó mọc như cái sợi hủ tiếu thôi à, chứ nó không có gì khác hết nữa. Nhưng mà nó vẫn là sợi mì đấy. Rồi cái cảnh nhào lộn, nhào mì rồi bột mì rồi, thật sự là tất cả những thứ đó đều quay thật hết. Và thật sự nói với mọi người luôn là cũng chia sẻ với quý vị các bạn luôn là cái cảnh quay đó để quay được 3 giây tốn 3 tiếng đồng hồ. Diễn đi diễn lại thì lúc mà mọi người nhớ có cái chưởng xuống một cái là nó phải lúng cái bàn mình, nhớ mọi người nhớ không? Cũng in một cái là 5 ngón tay không nhớ thì thật ra là 5 ngón tay đó là phải làm cái bàn nhôm phải làm trước rồi á, in làm sao để cho nó đủ sâu. Rồi nói chung là có những kỹ thuật, những cái kỹ thuật chứ không phải chỉ xảo nha. Trên thực tế là như vậy, và nó nói là vô cùng những cái rầm cái bàn tay in nếu bàn tay. Trên thực tế là cái bàn tay được làm trước chứ không phải mình chưởng mạnh gì đâu đó. Nhưng mà coi ấn tượng đúng không bà con? Thật sự là nhưng cái cảnh mình ông Bảy nhào bột mì và hát là hát thật luôn. Và thật sự là các bạn nói, một số bạn hỏi ủa sao chú nhép chú nhép mà chú đớp làm sao mà nó ăn quá, nó vô quá, nó không có bị ấy. Thì thật sự cái này là nhờ với các anh em bên chỗ hậu kỳ thôi, nhưng hát lúc đó là hát thật vì cái bài đó mình thuộc quá, đắp mồm vô tình thuộc quá trời đất. Còn tiếp tục 4 bài nữa. Rồi cái câu hỏi thứ hai mà mọi người hỏi là cái này thì hôm nay cũng chia sẻ thật luôn, là cái câu hỏi thứ hai đó là nó liên quan tới cái chuyện là đầu tư bao nhiêu mà sao bộ phim nhìn có vẻ lung linh thế. Cái này Coleman cũng nói thật luôn là tổng chi phí sản xuất của 5 tập phim này dự kiến lúc đầu là 1 tỷ, nhưng sau đó bị phát sinh bởi vì anh em sản xuất mình cũng còn non, kéo dài thời gian quay lố giờ, quay qua đêm thâu đêm suốt sáng, có những hôm quay tới 4-5 giờ sáng mà quất liền, quay coi như một tuần lễ 8 ngày, mà trong đó hết là
bốn đêm thâu đêm suốt sáng này, thì nó phát sinh thêm ngày quay, phát sinh thêm thiết bị, phát sinh thêm diễn viên vân, và cái phát sinh này nó nhẹ lắm luôn, có 200 triệu nữa thôi là tổng chi phí sản xuất cái phim này 1.2 tỷ cho 5 tập phim, thì các bạn cứ chia ra đi khoảng 250 triệu một tập. Đó. Thì thật sự nó có quá lố không với một cái bộ phim web series như vậy, nhưng mà thật sự mình nói với các bạn là cũng không có hề gì, làm rồi mới biết không hề quá lố gì hết. Tại với cái dàn diễn viên này, những dàn diễn viên chuyên nghiệp như vậy, diễn tốt như vậy thì đương nhiên là thứ nhất là cái giá trị của họ phải khác. Rồi cái thứ hai nữa là đầu tư thiết bị máy móc rất là nhiều, cảnh quay hoành tráng quý vị và bạn thấy rồi ha. Rồi. Và tất cả cái quy trình quay là giống như quay điện ảnh luôn. Quay một take xong sau đó là phải quay lại cận, quay lại có các cỡ cảnh khác nhau, rồi quay đi quay lại. Đuối lắm luôn. Và một cái câu thứ ba nữa là có một cái cảnh mà mọi người nhìn thấy trong trailer đã bay Colorman bị bay vô giữa tường luôn, cảnh nó có thiệt không? Câu trả lời là mình cũng không biết nữa. Mọi người hãy ráng đón xem cái cảnh đó, bởi vì đó là một trong những cảnh mà ấn tượng trong bộ phim Búa Dạt Bolero. Và mình rất vui và hy vọng rằng quý vị các bạn, khán giả của mình, những người yêu thương mình để ủng hộ cho Colorman cố gắng là làm sao để đẩy mình được vào trending, để mình sớm được 1 triệu view. Nếu như tập đầu tiên mình đều được 1 triệu view rồi, chắc chắn mình hứa mọi người là mình sẽ làm tiếp, một là Búa Dạt Bolero phần 2, hai là sẽ làm tiếp một bộ nữa trong năm nay hoặc trong đầu năm tới để gửi tặng đến quý vị các bạn. Và cũng cảm ơn mọi người cũng góp ý là một tập phim sao ngắn quá, có 22 phút, ngắn quá, thật sự mình lại thấy nó dài quá. Tại vì cái người xem thì có khi là các bạn cảm giác khác, còn mình coi mình thấy mình diễn dở quá, đơ quá, thấy mình thấy nó dài lê thế, có hoài sao thấy không hết phim. Cái gì các bạn có nghĩ gì không? Đã được rồi, thôi chưa à, vô cùng sung sướng, nói làm được cái chuyện gì đó mà thấy mọi người ủng hộ, mọi người hoan nghênh, tôi bên rất là vui và hy vọng là có thêm một sản phẩm tinh thần, một sản phẩm giải trí để mang đến cho quý vị các bạn. This is Colorman. Đây là Colorman đang có mặt tại phim trường của Vô Diện Sát Nhân tại Lái Thiêu, Bình Dương. Xin gửi lời chào, cảm ơn đến toàn thể quý vị và các bạn. Trong lúc chờ đợi quay, cảnh quay thần thánh, nói có đúng một câu, ngồi từ sáng tới giờ, rảnh quá, buồn quá, cũng hơi tưng tửng, cũng hơi khiền khiền. Lập tức nhớ đến quý vị các bạn, mở ra coi, Búa Dạt Bolero, vui quá, cảm ơn mọi người một lần nữa. Xin chào tạm biệt. Mọi người có thích bộ đồ này không? Có luôn rồi. Nếu mọi người thích bộ đồ này chắc là mốt rồi mình sẽ diện bộ đồ này mình đi review nha. Nhưng mà bộ đồ này mà nếu mình tưởng tượng màu mà nó không phải màu này, mà nó là màu xanh đột chuối ha. Còn đó nó là màu màu cái cắt. Cười luôn. Tưởng tượng đi. Đúng không? Không tưởng tượng thử mà cái này mà một bộ màu xanh đột chuối đi ra đường là bảo đảm người ta tưởng cây chuối di động luôn. Cái chuối di động từ ở dưới miền Tây hay là từ Thái Lan qua. Hoặc là tưởng tượng một bộ đồ bảo vệ, bộ đồ giống như vậy mà nó màu xanh đột chuối thì đẹp rồi. Màu cam, màu hồng. Chưa thấy bảo vệ là mặc bộ đồ màu hồng nha. Nhìn cái biết bảo vệ của Colorman hào liền. Rồi ok, đó là ý tưởng đó. Biết đâu mình sẽ nghĩ ra một cái bộ phim gì đó nói về cuộc đời của hai anh em bảo vệ. Vì sao hai đứa anh em tôi lọt vô trong bảo vệ cái căn nhà này, trong cái bộ phim này. Có nhiều ẩn tình lắm. Nhưng mà thôi, nói gì thì nói, cũng cảm ơn Búa Dạt Bolero đã dẫn đưa đường dẫn lối cho Colorman dấn thân vào điện ảnh. Và hy vọng rằng sau phim này thì quý vị và các bạn, đặc biệt là các nhà sản xuất, đặc biệt là các đạo diễn, hãy để mắt xanh tới Colorman một chút xíu. Mình không có nề hà bất kỳ một vai diễn gì, từ bảo vệ cho tới tạp vụ, cho tới phục vụ, rồi cho tới nói chung tất cả mọi vị trí ha. Và mình hứa là mình không có nhận bằng cát xê nào đâu nha. Đó, mọi người nhớ nha, đó còn đó mình nói nha, mình sẽ không nhận một cái đồng cát xê nào, mình chỉ nhận dollar cát xê thôi, ok, hoặc là mình chỉ nhận euro cát xê, ok. Đó, mình hứa là mình làm, mọi người cứ tin điều đó đi nha. Rồi hãy book lịch mình, liên hệ bạn Trương Quỳnh Quý Cương đó, Cương Thùy Mị. Số điện thoại đọc con. Dạ, chảy máy. Các bạn có thể sang trên Facebook Cương Thùy Mị quản lý đó, bắt đầu
bây giờ sau cái bộ phim này, sau cái vai thần thánh này, mình nghĩ là mình cần phải có một trợ lý để bắt đầu bút show đó. Dạ. Còn cái số của điện thoại của Trương Quỳnh Quy Cương thì dạ 037 444 7177. 44 hả? 444 7177. 037 444 7177. 034. Dạ 037 444 7177. Dạ. Đó là số điện thoại của quản lý của mình. Trương Quỳnh Quy Cương hay biệt danh là Cương Thùy Mỹ, quản lý kim nghệ sĩ. Thì giờ mình giàu rồi, có được mình lên một phát rồi lên hương luôn rồi. Từ một người vô danh tiểu tốt bây giờ mình đã trở thành một cái gương mặt diễn viên mới mà đang được nhiều người đạo diễn săn đón. Thế tại sao mình không có quản lý? Nên thuê quản lý. Không có quản lý, làm việc trực tiếp khó điều giá lắm. Chẳng lẽ diễn viên celeb nổi tiếng gì đi trả giá em ơi, cái một phân đoạn này trả cho 500.000 kỳ. Các bạn làm về liên hệ với lại Trương Quỳnh Quy Cương, quản lý của mình nha. 037 444 7177, đúng không? Dạ. Trí tệ cũng còn được. Chào tạm biệt cái gì các bạn, cảm ơn gì các bạn nhé. Mọi người cứ bút show comment nha, nhớ nha. Đóng phim lớn cũng được, phim nhỏ cũng được, web series cũng được, hay là tấu hài gì, nói chung mọi người muốn gì liên hệ Cương Thị Mỹ quản lý của mình. Xin chào tạm biệt, cảm ơn mọi người nhé. Nhớ chia sẻ với nhà Bolero nha.